Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử hot girl Đào Phương Thảo. Đào Phương Thảo sinh năm 1993 tại thành phố Hải Phòng, nước Việt Nam. Cô sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Đào Phương Thảo, hot girl đất cảng, sở hữu vẻ ngoài cá tính cùng với niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật xăm mình. Vì đam mê với tattoo thì Phương Thảo đã quyết định dồn hết thời gian và công sức vào việc học xăm. Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, Phương Thảo cho biết do được tiếp xúc với hình xăm của bố và hay được mẹ tô màu từ nhỏ nên đã dần thích. Trước đây, bố của Phương Thảo rất nhiều hình xăm, hình to nhất, kín nguyên cả lưng. Bạn bè của Phương Thảo nhìn vào thì rất sợ nhưng cô lại rất thích. Cứ nằm ngủ với bố là lại sờ sờ vào hình xăm của bố. Sau này khi nghệ thuật xăm mình phổ biến hơn thì Phương Thảo xác định đây là một niềm đam mê lớn nhất đối với cô. Với Phương Thảo, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, một cách thể hiện tình cảm riêng. Vì vậy, mỗi hình xăm trên cơ thể cũng có ý nghĩa riêng. Năm tháng trôi qua thì hình xăm vẫn sẽ ở lại mãi mãi, những hình xăm tượng trưng cho sự giải phóng mãnh liệt tâm hồn khỏi những định kiến xã hội. Phương Thảo cho rằng mọi người không nên quy chụp người có hình xăm là giang hồ, hổ báo, nhiều tai tiếng. Phương Thảo gặp khó khăn trong việc tìm thầy học vì xăm mình chủ yếu dành cho nam giới. Thậm chí nhiều người không nhận học viên nữ vì sợ không thành tài. Trong một thời gian dài thì hình xăm luôn gắn liền với những con người, câu chuyện không tốt. Con gái theo xăm lại càng bị nhìn nhận là khắt khe. Phương Thảo không quá bận tâm đến mức những định kiến ấy bởi cô sống và làm việc theo những gì mình thích và thấy đúng. Phương Thảo đang nỗ lực hoàn thiện kỹ năng và phát triển công việc thật tốt để góp mình hình thành văn hóa hình xăm của Việt Nam, xóa dần đi những định kiến sai lệch về nghề này. Sau nhiều cố gắng và nỗ lực thì Phương Thảo đã có thể hành nghề. Tuy khách hàng đầu tiên của Phương Thảo là một người bạn thân nhưng cô vẫn áp lực và run đến nỗi ngồi điều hòa mà vẫn toát hết mồ hôi, tay chân loạn xạ. Cũng may được bạn tin tưởng nên cuối cùng Phương Thảo cũng hoàn thành hình xăm và được khen ngợi. Lúc ấy Phương Thảo cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng. Ngoài thời gian làm nghề xăm thì Phương Thảo còn được biết đến là người mát tay trong kinh doanh. Nhưng cô nàng vẫn luôn tâm niệm kinh doanh chỉ là hình thức lấy ngắn nuôi dài trên con đường trở thành nghệ nhân xăm mình thực thụ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.